Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ dẫn các bạn bài số 7 của giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa nhé. Chủ đề vẫn là chủ đề xuyến uẩn, hỏi thăm, tập 2. Bài số 7, tỷ chi cửa. Chúng ta sẽ thay thế con số ở đây này. Tỷ cửa, tỷ là số thứ tự, cửa là số cái từ lượng từ á. Còn chi là cái số bài, chi là số 7 mà. Tương tự như vậy, những cái con số kia bạn cho con số tương ứng ở đây là được nhé. Còn tỷ với cửa thì cố định. Nǐ jiā you jǐ kǒu rén? Nhà bạn hay gia đình bạn có mấy người? Hôm nay mình sẽ học về cách hỏi thăm về gia đình này, số lượng người trong gia đình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần từ mới. Yǐ you you có. Er khẩu, bật hơi nhỉ, khẩu là khẩu, đây là lượng từ nhé, bao nhiêu người, cái này là dành cho số người trong gia đình. San, tà xuế, tà xuế, trường đại học. Sì, hứa, hứa, và với, cùng. Ủ, chế huân, chia khuân là kết hôn hoặc là lập gia đình. Liệu là rồi. Chi mấy, mấy là không hoặc chưa. Ba hái tử, hái tử con. À, con nít. Chiều xuế xí, xuế xí, học, học tập. Sử in ủ, in ủ là tiếng Anh. Sử y chữ yuán, chữ yuán là viên chức hoặc là nhân viên. 12. Yến hóng, yến hóng, ngân hàng. 13. Ai rận, ai rận là vợ, chồng hoặc là người yêu. 14. Hàn ngữ, hàn ngữ là tiếng Hán hoặc tiếng Hoa. Bạn gọi là tiếng Trung đó. Sử ủ, rư ủ, rư ủ, tiếng Nhật. Sử liệu, sang, sang, lên, đi lên. Sử chi, cửa, cửa, giờ học, bài học. Sử ba, xia, xia, xuống, đi xuống, ngược lại với từ sang. Chúng ta sẽ có một danh từ riêng là Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh. Từ Bảy Chiêng là Bắc Kinh, Ủy Yán là ngôn ngữ, Xuế Yuan là học viện. Chúng ta sẽ dịch ngược lại. Đọc nào. Bảy chiêng ủy yán xuế yuan. Chúng ta sang mẫu câu số 31. San shi yi. Nǐ jiā you jǐ kǒu rén? Nǐ jiā you jǐ kǒu rén? Nhà bạn có mấy người? San shi er. Nǐ bā bǎ zuò 什么工作? Nǐ bā bǎ zuò 什么工作? Bố của bạn hay ba của bạn làm việc gì, làm nghề gì? 33. 他在大学工作. 他在大学工作. Ông ấy làm việc ở trường đại học. 34. 我家
有爸爸妈妈和一个弟弟。 我家有爸爸妈妈和一个弟弟。 Là nhà tôi có bố, mẹ và một đứa em trai. 35. Ca ca结婚了. Anh trai tôi lập gia đình rồi, kết hôn rồi. 36. Tha mẹ mấy dầu hái dở. Bọn họ chưa có con hay là không có con. Chúng ta sang phần đàm thoại nào. Đàm thoại này giữa Tao Wei, David và Liễu Chiêng là Lưu Kinh. Liễu Chiêng, 你家有几口人? Lưu Kinh ơi, nhà cậu có mấy người? 四口人, 4 người. 你家呢? Nhà cậu thì sao? Còn nhà cậu? 三口人, 3 người. 爸爸妈妈和我, bố, mẹ và tớ. 你爸爸做什么工作? Bố của cậu làm nghề gì? 他是老师. Ông ấy làm giáo viên. 他在大学工作. Ông ấy làm việc ở trường đại học, thì có thể dịch là giảng viên nhé. Hứa tử, hoa tử, 你家有什么人? 有什么人? Nhà của bạn có những người nào? Papa, mama, và一个弟弟. Bố, mẹ và một đứa em trai. Đây chúng ta sẽ nói chuyện với bạn Hứa Tử nhé, tên một bạn Trung Quốc á, một bạn Nhật Bản á. Chúng ta học ở bài số 2 sao đấy? 你弟弟是学什么? Em trai cậu là học sinh à? 是. Ừ. 他学习英语. Nó học tiếng Anh. 你妈妈工作吗? Mẹ của cậu có đi làm không? 她不工作. Bà ấy không đi làm. Tiếp theo là hội thoại thứ hai giữa Hoàng Lán, Vương Lan và Mã Lì là bạn Mary. 你家有谁? Nhà cậu có ai? 爸爸, mama, 姐姐. Bố, mẹ, chị gái. 你姐姐工作吗? Chị gái cậu có đi làm không? 工作, đi làm. 她是职员. Chị ấy là nhân viên. 在银行工作, làm việc ở ngân hàng. 你哥哥做什么工作? Anh trai của cậu làm nghề gì? 他是大夫. Anh ấy làm bác sĩ. 他结婚了吗? Anh ấy kết hôn chưa? 结婚了, kết hôn rồi. 他爱人也是大夫. Vợ anh ấy. Từ ai đến này bình thường dịch là người yêu cũng được, nhưng mà đây là kết hôn rồi, cho nên chúng ta dịch là vợ của anh ấy cũng là bác sĩ. Tha mẹ dầu hái dự mà. Bọn họ có con chưa? Mấy dầu chưa? Chúng ta sang phần chú thích. Câu hỏi nhà bạn có mấy người? Nì cha dầu chí khẩu rấn. Thì ở đây chí khẩu đấn là dùng để chỉ hỏi số lượng người trong gia đình. Những cái trường hợp khác cần hỏi số người thì phải dùng lượng từ cơ. Ở đây dùng từ khẩu thay cho từ cơ. Chí cơ đấn là mấy người, nhưng đây là hỏi số người trong gia đình, chúng ta mặc định dùng từ khẩu, bộ khẩu. Câu số 2, nhà bạn có những ai? Nì cha yǒu shuǐ. Sấy là người ai mà, nha, ai. Câu này cùng nghĩa với câu 你家有什么人? Nhà cậu có những người nào? Từ sấy ở đây á, bạn có hai cách đọc. Một là bạn đọc là sấy theo như giáo trình này. Còn những giáo trình khác như giáo trình Hán ngữ á, thì bạn sẽ đọc là sấy, sấy, sấy và sấy.
nhé, bạn nhé, có hai cách đọc. Thì là chỉ số ít là ai, còn số nhiều những ai. Thì mình từ sấy này sẽ được dùng trong cả trường hợp ít và nhiều nhé. Nói chung có hai cách hỏi nữa về số lượng người trong gia đình. Tiếp theo là thay thế và mở rộng. Cấu trúc thứ nhất, tha xuế xí anh nhỉ, anh ta học tiếng Anh, thay thế anh nhỉ bằng một số từ. Đầu tiên, ha nhỉ, tiếng Hán, tha xuế xí ha nhỉ, rư nhỉ, tiếng Nhật, tha xuế xí rư nhỉ. Các bạn hãy đọc nhé để còn luyện. Tiếp theo, r, tha zài yín háng gōng zuò. Cô ấy là làm việc ở ngân hàng. Ở đây thì chúng ta sẽ thay thế vị trí, thay thế vị trí của một số từ ở chỗ này. Ở đây chúng ta từ 教室 là lớp học, vậy chắc chắn sẽ là 在教室, 在 cộng một nơi chỗ nào đó. Thì chúng ta sẽ đi theo hàng ngang này nhé. Hơi khó một chút đúng không? Chúng ta có thể, ở đây thì nó không gợi ý hết cho các bạn. Ở đây thì chúng ta, bạn nhìn này. Ở đây thì mình sẽ gạch cho bạn nhé. Nó hơi khó hiểu cái này. Không biết là sách các bạn có thế này không? Ở phần này, ở phần phía trước này, đây là một danh từ này. Một danh từ chỉ vị trí, địa điểm này. Đây là một động từ này. Và chúng ta xác định xem, ví dụ đây sẽ là danh từ này. 教室 là lớp học, còn từ上课 này là động từ. Đó, là đi lên đi học. Thế mình sẽ kết hợp là 他在教室上课. Đó, kết hợp cái này với cái này nhé, hai cái này với nhau. 他在教室上课 là cô ấy học ở trên lớp. Còn ở phần này thì từ cha này là nhà này. Cha này là nhà này, còn từ siêu chỉ này là động từ là nghỉ ngơi này. Thế mình sẽ nói là 他在家休息. 他在家休息. Có nghĩa là cô ấy nghỉ ngơi ở nhà. Tiếp theo đây là từ 宿舍. 宿舍 có nghĩa là ký túc xá. Còn 看电视 là xem TV. Thì mình sẽ nói là cô ấy ở xem TV ở ký túc xá. Cái này thì mình hơi ngược, lẽ ra nó phải bên này. Từ 宿舍 siêu thị không sao đâu. Miễn là động từ hợp lý là được nhé. Ký túc xá có những người mà có TV chẳng hạn, hay là xem có cái TV hoặc có cái điện thoại chẳng hạn nhé. Thì này mình có thể đặt được, hoặc bạn có thể đảo từ siêu, từ 宿舍 này với từ siêu thị, từ 看电视 này với từ cha. Cứ động từ có thể kết hợp với danh từ được, miễn sao nó hợp lý. Ví dụ như cái từ sang cưa là lên lớp, thì không thể nào ở nhà lên lớp được đúng không? Thì nó chỉ đi với từ này thôi. Thì chúng ta ghép cho phù hợp. Rồi mời bạn đọc nào. Cái ví dụ từ 宿舍 nhé. 他在宿舍休息. Ví dụ tiếp theo, ở nhà xem TV đi. 他在家看电视. Hoặc là cô ấy xem TV ở ký túc xá đi. 他在宿舍看电视. Cái bài này bạn linh hoạt một chút nhé. Số 3. 3. 他们有孩子吗? Bọn họ có con không? Thì chúng ta sẽ đi theo hàng này nhé bạn nhé. Rồi. 你, bạn, 姐姐, chị gái. 你有姐姐吗? Bạn có chị gái không? 他妹妹. 他有妹妹吗? Anh ấy có em gái không? Nǐ là bạn, yīng yǔ shū là sách tiếng Anh. Nǐ yǒu yīng yǔ shū ma? Cậu có sách tiếng Anh không? Tā là anh ta, hān yǔ shū là sách tiếng Hán, sách tiếng Trung này. Tā yǒu hān yǔ shū ma? Nào, các bạn cảm thấy khó thì bạn có thể viết phiên âm lại nhé. Chúng ta đọc tiếp câu tiếp theo nào. 我 在 Bắc Kinh Ngữ Văn Học Viện học tập. Ở đây thì bạn chú ý, mình ngoặc cái phần này vào. Thì bởi vì đây là một cái từ, một cái cụm chỉ cái vị trí, một cái nơi chốn nào đó. Thì khi bạn dịch thì bạn phải dịch anh chủ ngữ này trước này, của là chủ ngữ này, còn từ xuế xí là học. Tôi học, học ở đâu thì mình dịch cái ở đâu sau. Ở đây là ở cái Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh.
chúng ta vừa học trong phần danh từ riêng á. Được chưa? Thì mời các bạn chú ý nhé. Đọc thì vẫn thế thôi, nhưng mà ghi dịch thì bạn phải dịch ngược lại. Là tôi học tại Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh. Bạn đọc nào. 我在北京语言学院学习. Tiếp theo. 今天有汉语课，明天没有课. Hôm nay có tiết tiếng Hán, tiếng Trung, ngày mai không có. Mấy yếu khưa thì chính mấy mấy yếu. Mấy yếu khưa thì có thể hiểu là không có lớp, không có buổi học nào hết. Hoặc cũng có thể hiểu là mấy yếu khai hủy khưa. À, không có cái xe cái buổi lên lớp tiếng Hán này nhé. San, sao khưa là tan học rồi. Bỏ khuấy su sửa siêu xỉ. Tôi trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đó, chúng ta sẽ đi từ siêu xỉ với từ su sửa giống như vừa nãy. Wǒ huế su sửa, tôi về ký túc xá siêu xỉ nghỉ ngơi. Và ngữ pháp nào? Ở đây chúng ta sẽ có câu động từ dǒu. Từ dǒu và tân ngữ của nó, tức là cái từ đứng sau nó. À, làm vị ngữ trong câu thì được gọi là câu có động từ dǒu. Loại câu này biểu thị sự sở hữu vì nó dịch là có. Dạng phủ định của nó là thêm từ mấy ở trước tạo thành từ mấy yếu, chứ bạn không dùng từ pu yếu. Đây là một từ đặc biệt, không dùng từ pu, mặc dù từ pu cũng dịch là không, thì mình dùng là mấy yếu. Ví dụ, y, 我有汉语书. Tôi có sách tiếng Hán, yếu.二, Tha mấy dậu cưa cửa. Anh ta không có anh trai. San. Tha mấy dậu rư vị su. Anh ta không có sách tiếng Nhật. Số 2. Kết cấu giới từ. Giới từ và tân ngữ của nó kết hợp thành kết cấu giới từ. Nó thường được đặt trước động từ để làm trạng ngữ. Ví dụ, trai ý hóng, ở ngân hàng. Trong trai ý hóng cung chỗ, làm việc ở ngân hàng như mình vừa phân tích á. Hoặc là trai chiêu sư, là ở lớp học. Thì trai chiêu sư sang cửa là lên lớp nhé, hay học bài nhé. Thì mình đều đặt động từ và tân ngữ của nó ở phía sau, còn cho cái từ trai cộng với cả cái nơi chốn. Đó. Cái giới từ nhé, cộng với cả cái tân ngữ của cái giới từ đấy, đứng trước. Được rồi, đây đây gọi là kết cấu giới từ bạn nhé. Thì cha là ở mà, ở thì là giới từ. Sang bài tập nào. Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống. Cái này rất dễ, bạn học thuộc lòng thôi. Nào, y. Chào. Chào shénme mingzi? Tên là gì? Er. Yǒu jí kǒu rén? Có mấy người? Bạn nhớ cái chí khẩu rấn là dùng cho cái số lượng người trong gia đình. Còn nếu muốn hỏi là có bao nhiêu người ở trong cái có bao nhiêu người trong lớp học chẳng hạn, thì bạn lại không dùng từ khẩu bạn nhé. Kiểu trong từ nhân khẩu ấy, nhân khẩu là thuộc về người ở trong gia đình nhé. San, shì xuế shéng, là học sinh. Sì, xuế xí hán yú, học tiếng Hán. Wú, tiếng yên yuè, là nghe âm nhạc. Liệu xia xin là viết thư. Chi kàn tiên sư là xem tivi. Rất là dễ nhưng các bạn cố gắng học thuộc và viết được nhé. Bài số 2 là dùng từ chỉ để đặt câu hỏi nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào câu trả lời xong mới nhìn sang câu hỏi. Mình thiên xin chi sư, ngày mai thứ năm, bạn nhớ là đẩy thêm một ngày nhé. Vậy chắc chắn là ngày mai thứ mấy? Thứ mấy thì sẽ thay vào số 5 bằng từ mấy, từ chỉ chính là mấy mà. Mình thiên xin chi chỉ, ngày mai thứ mấy? Mình thiên sư liêu yue y hò, ngày mai là mùng 1 tháng 6. Chúng ta đọc ngày mùng trước đến tháng sau, mình hướng dẫn ở bài trước rồi. Thì chắc chắn đây sẽ là ngày mai là mùng mấy tháng mấy? Sẽ là mình thiên sư chỉ yue
tháng mấy, chí họ mùng mấy. Chúng ta thay thế từ chỉ bằng con số này. Tiếp theo. Wang lão sư cha có 4 người. Thầy nhà thầy Vương có 4 người, chắc chắn nhà thầy Vương có mấy người rồi. Vậy mình thay thế cái vị trí của cái số từ bằng từ chỉ, vậy là xong, còn lại tất cả giữ nguyên. Wang lão sư cha có chí khẩu rắn. Nhà thầy Vương có mấy người? Tiếp theo. Tha yếu ý cỡ mê mẹ. Thầy ấy có một em gái. Vậy là thầy ấy có mấy em gái? Thay thế vị trí của từ y thành từ chỉ. Tha yếu chí. À, tha yếu chỉ cỡ mê mẹ. Chỉ cỡ mê mẹ. Tại sao không dùng chỉ khẩu mê mẹ? Không có bạn nhé. Đây là cố định. Phần tiếp theo, nghe và kể lại. Mình sẽ đọc chậm rãi nhé, sau đó mình sẽ dịch, đọc xong mới dịch. Thì các bạn chú ý lắng nghe rồi đọc theo nhé. Tốt nhất là các bạn nên viết phiên âm vào nhé. Nào. Xiao Ming, 5 tuổi. Ta có 1 cậu cậu. Cậu cậu là học sinh. Ta ba ba, ma ma, đều công tác. Xiao Ming nói, 他家有5口人，那一个是谁？啊，那一个是谁？是他的猫。Bình thường mình vẫn hay đọc từ này từ sấy, thành ra nhiều khi bị quên mất. Giáo trình này dẫn các bạn đọc là sấy nhé. Rồi, Tiểu Minh 5 tuổi. Cậu ấy có một anh trai. Anh trai là học sinh. Bố, mẹ cậu ấy đều đi làm. Tiểu Minh nói, nhà cậu ấy có 5 người. Thế thì một người còn lại là ai? Chính là chú mèo hay là con mèo của cậu ấy. Vì có 4 người thôi và bảo là 5 này. Thì cộng thêm con mèo nữa. Bài tập ngữ âm, chúng ta sẽ đọc các âm tiết liền nhau. Cụ thể là thanh 1 cộng thanh 4. Càng chú ý thanh 1 với thanh 4 là kết cấu khó, có thể coi là khó nhất. Chúng ta kéo ngang thanh 1 và xuống giọng thanh 4 này. Nha. Thì với từ này đọc là chủy, chủy. Thì nếu như bạn muốn ôn kỹ thanh 4, mình hướng dẫn chỉ các bạn rồi. Bạn đọc thanh 1, chủy, thanh 2, chủy, thanh 3, chủy. Và thanh 4 là chủy, 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 chủy. Chuy chuy, chắc các bạn cũng nhận ra sự khác nhau. Nhưng mà nếu mà tự bạn đọc á, thì mới đầu tiên nó sẽ rất là khó. Tốt nhất các bạn cứ nên đọc lại từ đầu. Thì ở đây mình sẽ đọc ngang thôi. Các bạn cố gắng luyện theo nhé. Tô chuy, cao xinh, sang tiền, sinh rư, yên yue, sinh tiêu, chí phạn, băng trụ, công trọ, suy yào. Thanh 4 bạn phải dứt khoát nhỉ. Tiếp theo. Biến điệu của thanh 3. Ở đây thì người ta chỉ các bạn để cho bạn nhận ra mà. Mỗi một trường hợp trên này đều là những thanh khác nhau. Đây là thanh 1, đây là thanh 2, đây là thanh 3, đây là thanh 4. Chúng ta chỉ thực hiện biến điệu của thanh 3 trong trường hợp hai thanh 3 sát nhau. Như vậy ở chỗ này, ngang này người ta đặt này bạn nhé. Đó, biến điệu thì giữ anh bên phải, biến anh bên trái. Hẳn, hân, thanh 1, hẳn, thanh 2, hẳn, thanh 3. Vậy đang từ thanh 3 biến thành thanh 2, sẽ đọc là hẳn. Đây cũng thế. Ní chỗ thành ní chỗ. Giờ chúng ta sẽ đọc theo hàng như thế này nhé. Rồi, hẳn xin, hẳn bái, hẳn chào, hẳn chào, hẳn chào. Nì chí, nì xuế, nì chào, nì chào, nì chào. Các bạn, đó là toàn bộ cái nội dung này mình muốn chia sẻ. Hy vọng là bài 7 này sẽ giúp cho bạn biết hơn, đặc biệt là trong giao tiếp thường ngày, để hỗ trợ cho việc học
cũng như là công việc của bạn. Làm thì không thể nào không giao tiếp được đúng không bạn? Hỏi về gia đình. Chúc bạn học tốt nhé. Bạn hãy kiên trì và nhớ đăng ký kênh để mà tiếp tục theo dõi nha. Mình còn rất nhiều những video khác nữa nhé. Chúc bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ.